thầy giỏi. Phường 1, quận 5, từ một khu nghèo lại có tình hình an ninh trật tự không ổn định, này đã vươn lên là một trong những phường điển hình của quận 5. Điều đó đã chứng tỏ phù hợp với lòng dân, xuất phát từ nhu cầu.